Xin chào quý vị các bạn nhé. Rất nhiều năm nay, cứ mỗi dịp mà xuân về, Tết đến thì hội sinh vật cảnh Hữu Bằng, Thạch Thất có tổ chức triển lãm sinh vật cảnh chào mừng xuân mới. Và năm nay cũng theo thông lệ đó thì anh em có tổ chức cuộc triển lãm tại sân đình làng. Và cuộc triển lãm năm nay thì có đẹp hơn. Xanh này. Cây xanh này của Nguyễn Văn Cường, địa chỉ là Phùng. Cây xanh này có chân bể cũng rất đẹp. Bông tán cũng được làm rất là đẹp. Chào ông ạ. Tổng thể cây cũng rất đẹp. Cây đa này kiểu dáng cũng lạ. Xanh này. Chân bể của nó này. Cây xanh này của Nguyễn Đình Quyền, Trương Mỹ. Năm nay thì ngoài những cây của đội chủ nhà là hội sinh vật cảnh Hữu Bằng, cũng có mời thêm một số nhà vườn khác. Cây xanh này chân bể rất là đẹp. Đây là cây si. Cây si này của Hùng Trần Hà Đông. Cây si này cũng đẹp, kiểu dáng cũng rất là đặc biệt. Xanh này. Cái này cũng đẹp. Cả cái khay cũng rất là đẹp. C
cây này đúng lúc ra lộc non thì rất là đẹp. Bông dăm cũng được làm kỹ. Cây xanh nữa này. Cây này là của Bùi Thị Thiện. Phụ nữ cũng có cây tham gia triển lãm này. Chiều trái của cây si này. Si đấy. Dưới này. Đây là tùm la Hán. Sam hương. Tác phẩm này kiểu dáng rất là độc đáo, đẹp, tự nhiên. Xanh này, dễ tràn trọc. Xanh này cũng là xanh Nam Điền đây. Dù bám đá. Si này. Đây là cái tùng. Nhìn chiều trái của tác phẩm Sam Hương này, rất là đẹp. Xanh này.
cây ổi này cũng quái cây. Đừng chuyển cái thân này. Xanh kỳ đá. Cái này cũng già cây rồi. Cái này rất là khỏe, ôm chặt vào đá này. Thank you.